cho con hỏi là bệnh bôi lậu và tránh bị đánh giá thế nào có tiêu chuẩn cao hơn? Cái định vô lậu là cái định có cái cao hơn cái định tỉnh giác, và cái sự lợi ích rất lớn của cái định vô lậu là gì? Nó là cái đạo đức của con người sống bằng cái tri kiến của nó, cho nên cái định vô lậu rất cần. Và định vô lậu nó quét được cái dục lậu và hữu lậu, mà nói là vô lậu mà cái đạt kết quả của đạo Phật là vô lậu, mà cho nên cái định vô lậu mà cái kết quả của mục đích của đạo Phật để đạt được là phải là vô lậu. À, cho nên vô lậu, định vô lậu là cái pháp chính, còn cái chánh niệm tỉnh giác là cái pháp phụ, chứ nó không phải là chánh niệm tỉnh giác là cái pháp chính. Cho nên ở đây chúng ta tu học, chúng ta phải thấy rằng cái định vô lậu nào cần thiết cho sự tu tập chúng ta, nó là cái phương pháp chính để đi đến vô lậu, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà đi đến vô lậu. Cho nên một người ngồi trong thất mà ngồi giữ tâm bất động, giữ im lặng và không khởi niệm thì cái người đó chưa hẳn đã là vô lậu. Mà cái người dùng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta sống bình thường như mọi người mà tâm chúng ta không bị động thì cái người đó là thật sự vô lậu, đúng là đạo Phật đó. Thì như vậy mấy con hiểu được cái pháp lợi ích và cái pháp không lợi ích. Cái pháp lợi ích nhất cho chúng ta đó là định vô lậu, là sự tư duy quán xét và sự triển khai được cái tri của chúng ta sống trong cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người, đó là định vô lậu đó mấy con. À, cho nên thầy nhắc nhở về mấy con học tu là cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà học tu đạo đức nhân bản nhân quả thì phải bằng cái sự hiểu biết, bằng cái tri kiến, chứ không thể bằng cái định được. À, nếu mà ngồi định thì cái tri kiến chúng ta ở đâu? Cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tri kiến, nhưng không phải vì đó mà gọi là chúng ta phát triển minh sắc tuệ. Không phải, mà đến chúng ta triển khai tri kiến giải thoát. Tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh, mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến. Mà sự thanh tịnh của tri kiến, của đức hạnh thì chúng ta thấy rõ ràng. Chữ đức hạnh ở đây là thầy muốn chỉ trong giới luật của Phật. Trong cái bài kinh Đức Phật nhắc giới luật, nhưng ở đây thầy nói là đức hạnh. Cho nên cái vấn đề học để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta là điều quan trọng. Còn ngồi trong thất tu nhiếp tâm không niệm khởi là cái điều phụ. Điều phụ không có quan trọng. Nó chỉ cần nhiếp tâm an trú để đi lui bệnh chúng ta thôi. Nó qua một cái giai đoạn đó để lui bệnh chúng ta thôi, chứ không phải là để lui những cái tâm niệm phiền não đau khổ chúng ta. Cho nên người mà tu chánh niệm tỉnh giác mà nói để ly dục, ly ác pháp, để làm cho tâm hết phiền não thì người đó không có. Cái tu đó không bao giờ có. Mà cái người mà tu dùng tri kiến, sự hiểu biết của chúng ta định vô lậu là người đó sẽ ly tham sân si, ly dục, ly ác pháp. Cụ thể bởi vì chúng ta hiểu chúng ta mới ly, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không ly, mà không ly thì chúng ta sẽ hoàn toàn không. Cái người mà còn vô minh lậu, còn vô minh lậu tức là con còn nói khi mà mình còn buồn ngủ không cầm cái gì trong một tiếng. Đúng rồi, cái người mà còn buồn ngủ còn lười biếng thì cái người đó không bao giờ giải thoát được bởi vì cục si. Mà cái người mà đã có chánh tri kiến, có cái chánh tri kiến thì cái người đó đã đẩy lui, tự họ đã ly tham sân si. Cũng như bây giờ mình ít ăn thì mình ít ngủ, các con hiểu không? Nó tương ưng mà tôi ly cái tham ăn tôi thì tự nhiên cái ngủ nó giảm xuống. Còn cái người ăn nhiều phải ngủ nhiều không? À, hiểu chỗ đó không? Cho nên mình ly tham sân của mình, mà ly tham sân bằng cái tri kiến chúng ta thì cái ngủ nó giảm xuống, nó tỉnh vì nó không có dọa chỗ ức chế. Cho nên lần lượt đó, còn bây giờ mình cố gắng để mình phá tới buồn ngủ là mình bị ức chế. À, nó phá vô minh lậu à, không được, bởi vì Đức Phật dạy lớp chánh kiến trước chứ đâu có dạy cái lớp chánh định trước. Thành ra mình phải đi từ cái chỗ này để cho ly dục ly ác pháp, rồi từng tự nó còn sót lại những cái vô minh lậu đó, nó còn sót lại thì chúng ta mới dùng cái tỉnh thức. Mà hơn nữa chúng ta lại hai cái pháp nó kèm, để khi mà chúng ta ngồi tư duy mà buồn ngủ thì chúng ta lại có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta phá. Mà chúng ta phá mình cái pháp này phá không hết vô minh lậu, cái chánh niệm tỉnh giác phá không hết. Bằng chứng là các con biết 5-6 năm rồi mà thầy Trinh Thành cố gắng mà đến hôm nay mà thức suốt ngày đi, nhưng mà hở một chút là ngủ, hở một chút. Nghĩa là bây giờ tỉnh là đi hoặc là ngồi hoặc là đứng thì nó không ngủ,
mà nằm xuống là nó thiếp vô liền. Nó đang tỉnh chứ mà nó thiếp nhanh, cái ngủ nó không phải vậy. Cho nên bây giờ mà triển khai qua cái vô lậu thì thấy nó giảm xuống được. Nghĩa là ngay cả khi mà cái vô lậu thì triển khai cái tri kiến của mình nó ly dục. Còn trước kia thì do ức chế để mình đẩy lui cái vô minh lậu đó. Nhưng mà mình ức chế nó chứ không phải là mình xả nó. Nhờ cái pháp bên đây nó xả tham sân si, ở thả xả tham sân, mà bên đây nó lại giảm cái si. Cũng như chúng ta giảm cái ăn thì cái ngủ nó giảm. Con thầy nói ví dụ con đấy, mà giảm cái ăn là tức là giảm cái tham như vậy. À, tham ăn thì cái si bên đây nó giảm, tức là cái ngủ nó giảm. Mà cái người ăn nhiều thì cái người đó ngủ nhiều, nó tăng lên cái si, cho nên nó sanh ra cái dục. Vì vậy cho nên ở bên đây cái dục mà ly bằng cái tri kiến, cái dục của chúng ta, thì cái bên đây cái si nó giảm xuống. Cho nên cái chánh niệm tỉnh thức của chúng ta dễ. Cũng như bây giờ con nhiếp tâm, mà tại sao mà con nhiếp vô mà nó cứ nó bị niệm hoài, nó không có vô, nó không an trú được, là do cái tham sân con còn. Mà cái tham sân con còn thì nhiếp vô không được thì nó dễ bị hôn trầm thì niệm. Có phải không? Bây giờ con ly cái tham bằng cái tri kiến của con ly cái tham cái sân con bằng cái tri kiến con. Cho nên ở đây nó giảm cái ngủ, nó giảm cái con nhiếp tâm thôi. Phải không? Có phải là nhờ cái góc này không? Mà cái này nó giảm. Đó. Vì vậy cho nên tham sân thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rõ. Cái si nó là cái gốc. Nhưng mà nó không diệt được, mà phải diệt cái tham cái sân trước. Cho nên tham sân si, các con thấy Đức Phật có bao giờ Đức Phật nói si rồi tham sân bao giờ? Có phải đúng không? Đó, cho nên Đức Phật biết rõ là quét sạch nó thì phải quét sạch bằng định. Nhưng mà những cái thô, những cái thô nó thì cái định quét không có được. Chỉ có cái tri kiến chúng ta quét tất cả những cái thô. Còn cái vi tế của nó, giờ chúng ta quét hết cái thô thì cái vi tế chúng ta mới, cái định tĩnh chúng ta mới có. Mà định tĩnh chúng ta có thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì nó mới quét sạch cái vi tế này. Chỉ có định mới quét sạch cái vi tế. Cho nên con thấy nè, khi chúng ta tu từ cái bát chánh đạo, chánh kiến cho đến chánh niệm, thì tất cả những cái ly tham, chúng ta ly tham sân, chúng ta ly hết. Không. Mà bây giờ mới vào chánh định thì có lớp chánh định thôi, mà vào chánh định á, thì nó mới có thực hiện được tam minh. Thì vậy như vậy rõ ràng là cái lớp mà chánh định á, cái lớp mà tu tập về chánh định nó không có khó khăn, mà nó chỉ có phần quét di tế cũng như nó lậu tịnh minh. Mà nếu không có nhập được định á, thì làm sao quét được lậu tịnh minh, cái mầm tái sanh, con hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà nếu mà ở trong cái chánh niệm không thì nó quét không có sạch cái mầm đó đâu. Nghĩa là cuộc sống chúng ta rất bình an, thanh thản, an lạc, sư mạnh chứ một xíu nó đạt được cái chân lý đó, nhưng mà nó không thực hiện được cái lậu tịnh minh. Cho nên buộc lòng khi đó tâm nó định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng thì phải nhập các định thì mới thực hiện được tam minh. Mà tam minh cái minh cuối cùng mới con biết cái gì, lậu tịnh minh nó mới lậu hoặc nữa, cái vi tế. Còn cái lậu hoặc mà chúng ta quét ở đây là cái tri kiến của chúng ta, là quét những cái thô, cho đến khi nhập định thực hiện tam minh, cái mầm của nó rất là nhỏ. Cho nên Đức Phật nó còn một chút xíu như đất trong ngón tay ta thì chưa hẳn là tức là tham sân si chúng ta còn. Cho nên thấy mình hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng sự thật nó vẫn còn. Nhưng khi mình thực hiện đến cái định mà tứ thiền rồi, nó thực hiện tam minh, cái lậu hoặc nó hết thì cái buồn ngủ nó hết. Không thấy ghê lắm chứ nó không phải vậy. Chứ nó không phải là nó nếu mà không có đi cái từ cái căn bản này mà đi ngang vô cái chỗ này thì con sẽ không đạt được, mà con bị ức chế, nó cứ định cứ phá. Cho nên có nhiều người, nhiều thầy thì nghĩ rằng bây giờ mình cứ vô cái chỗ mà tỉnh thức nhiếp tâm định tĩnh của mình để đi vào chỗ này thì mình phá được cái hôn trầm thiền nhiên của mình, là cái vô minh lậu rồi. Nhưng phá cái thô phá không nổi, nó phá cái vi tế trung của nó thôi. Mình phải thực hiện cho tới lậu tịnh minh, nó phải phá hết cái chỗ nó lậu tịnh minh, nó mới hết si. Chứ nó còn cái chút si của nó trong đó thì nó cũng chưa thành. Cho nên buộc lòng mà chúng ta quét sạch thì chúng ta phải đi tới lậu tịnh minh. Nhưng vì cái lậu tịnh minh nó thuộc về tam minh, nó thành thông, cho nên thầy không muốn nhắc, thầy không muốn nói, là vì nó chúng ta thực hiện, chúng ta tu là chúng ta phải có, nhưng mà không phải để có để mà thực hiện những cái này, mà có để cho biết rằng chúng ta là người hoàn toàn là phá sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc. Đó là lậu tịnh minh mà thôi, quá thật. Tới cái chốt cuối cùng là lậu tịnh minh nó mới hết, thật sự hết, nó không còn một chút xíu, nó thật sự hết.
Còn cái chánh niệm tỉnh thức thì mới con sống được cái trạng thái nó bất động tâm thanh thản an lạc, cái sự nó là cái chân lý của đạo Phật. Nhưng mà cái mầm để mà cuối cùng cho sạch lậu hoặc là phải tận minh, cho nên cái quả a la hán là cái quả lậu tận minh chứ không có gì. Vậy mà chúng ta đạt được cái a la hán là chúng ta phải có cái lậu tận minh. Nhưng mà cái lậu tận minh đó nó đòi hỏi ở cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự chúng ta nó mới có. Mà muốn có cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản là vô sự này, cái thanh thản là vô sự này thì nó phải là do cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Bởi vì nó bãi cái lớp học của nó, bãi cái lớp học nó bằng tri kiến giải thoát. Nó không phải bằng cái tri kiến giải thoát, cho nên nó quan trọng rất lớn, mà nó căn bản rất lớn cho con đường tu học. Con hỏi gì? Trong cái chánh niệm tỉnh giác thì cái bước thứ nhất của nó là chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, tập trung biết đi thôi, biết cảm nhận cái đi thôi, đó là bước đầu. Hoặc là hít vô, chúng ta biết hít vô thở ra, đưa tay ra, tôi biết đưa tay ra, đưa tay. Tức là chúng ta ở trong thân hành mà chúng ta tập cái chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác trước rồi. Con muốn hỏi cái thứ lớp phải không? Thật sự ra cái lớp tiến kiến là học cái lớp mà định vô lậu trước. Định vô lậu thôi. Rồi bắt đầu đó định sáng suốt, không nghĩ nói, cả nghĩ là định sáng suốt. Định vô lậu trước, rồi định sáng suốt. Rồi mới bắt đầu đó mới là chánh niệm tỉnh giác, rồi mới tới định niệm hơi thở thôi. Cuối cùng cái định niệm hơi thở nó khó hơn, nó dễ rối loạn hô hấp, cho nên vì vậy mình tập đi kinh hành trước, rồi sau đó mình mới tập cái hơi thở thì nó không bị rối loạn, nó từng quen.